Đấy, nâu là sạch sẽ lắm. Rộng. Đây này, gạch 60 này các bạn. Ừ. À, cái kênh 10 giàn anh này. Có ta đấy, quan tôi tin tại này ra bên ta nó sử dụng kìa. Nhìn đẹp này, nhìn xe đẹp này. Đẹp này. Bật tan đi. Sao mất vậy? Vâng, anh ở bác giữa đi em ấy. Bật tan được vậy? Ui, ta bu đi rồi á. Bu đi, bu đi, bu đi. Ok, no, chào các bạn. Tôi được phát là chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại trên đồ Đông Bằng Vlog cuộc sống tại châu Phi. Thì sau mấy ngày nhờ anh Dũng ở trong này nát nền cũng như anh em mình mới mua sơn vào để cho anh Dũng cũng như các em ở trong này sơn ngôi nhà thờ của bản các bạn, thì hôm nay hoàn thành rồi. Sáng nay anh Dũng bảo là chiều nay là hoàn thành hết phần sơn cũng như nát nền rồi, mọi người đang dọn dẹp đây rồi. Thì bây giờ anh em mình mới vào đến trong bản, đợi các bạn vào trong công trình nhà thờ hỗ trợ bản Tanh Ca Nhi Cà đấy. Anh Dũng ơi, cái chỗ này ấy đẹp ơi. À, anh Dũng mới thiết kế đắp cái vòm này cũng như làm một cái cây thánh giá mới đắp xong để sơn lại các bạn. Như hôm trước các bác thợ đắp thì nó bị lệch ở giữa cái cửa, nhìn nó không được đẹp, nên là anh em mình cũng nói anh Dũng là đắp cái vòm này nhìn để cho nó nổi cái cửa. À kì, cô 17. Muy bonito. Muy bonito. Eh, ubeja kan dengan luka dia isu. Aku sudah dari China me. Eh, dia selalu orang kan ni ka. Selalu dia saya orang kan ni ka. Tu tu pau kita kita mu ko pau lagi dia. Obrigado. Tabe. Kene bác cẩn thận anh ạ. Cẩn thận. Ui ơi, đây trồng hoa rồi à. Ui giời. Aki bao ra kì. Floral. Eh, ta bên bonito rồi. Ừ, các bác đã đi lấy hoa rồi, trồng đi rồi. Đẹp anh ơi. Ni bà tin tại cái bota. Tin là bao nụ ni mà bay. Tin tại cái. Ui giời. Bắt tay đi. Ui giời, đông vui không? Các thanh niên đang nào nền nhà các bạn. Ê, cái nộ, tin tại cái nộ bố. Capi. Capi. Phần ai cái biết bệnh tin tại. Nì. Em gặp Vin Vin Sơn. À có đã. Xin. Nào, nim bà bình á. Em đang chờ cái này khô mới sơn lại đấy. Hiện tại sơn hết rồi, hoàn thành các bạn. Cũng được gần ăn nữa vậy. Xin. Xin. Mất theo này, đẹp anh ơi. Rộng thật. Hình hàng ấy. Hình hàng này. Quá. Chào các bạn. Anh Dũng là phụ trách giúp mình ở trong đây. Lát lên đây cũng như sơn nữa mấy em cabin mấy hôm nay các bạn ạ. Những cái chân này Gabi ơi. Mày vết đấy. Đi tiếp là bên sao. Bên nào mày vết bên bùn tủ. Vâng. Vâng, có em đang đặt bàn ghế rồi. Rộng thật. Dạ. Vâng. Nó vân vọng đấy. Cái này anh nói một nước nữa đi. Mới sơn nước nữa đi các em đấy. Đây chỗ dưới này nhìn vẫn trắng này, để cho khô. Mới sơn à? Mới sơn đi. Vâng. À đang chưa sơn xong các bạn ạ. Còn một nước nữa. Vâng. Còn một nước nữa. Đây cái này là nó kiểu nó. Vâng. Gabi. Aki Fatao mà ông vết á. Nói chung là có em biết sơn, em không biết sơn. Đúng rồi, nào cái này. Điệp bôi cái bao nụ a còn nhưng mà xe go điệp bôi bao nụ công ao à nhưng mà bênh bunny tổ vậy. Bao nụ giam anda phải ra cà rà. Ta bênh điệp bôi ta ra ta tòa công cà rà bênh mình bunny tổ. Đã, ta vậy. Nhưng mà bênh. Đấy, nào sạch sẽ lắm. Rộng. Đây này, gạch 60 này các bạn. Ê. Bên đây là gần một viên này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 viên, 12,
16-60, 26-12, 7m2 tính 7m. Trong loạt nòng này 7m đấy, nó chiều dài lắm. Chiều dài đây này. Anh em mình đếm luôn để các bạn thấy này. Chiều dài này. Đây nửa viên hung tính này. Một nửa viên mình hung tính 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 26 12 đúng không? Mới là 12 mét này. Gọi là 13 mét đấy, nòng nòng. 13 mét. 13 mét nhân với 7 mét là bao nhiêu? 10 7 70 37 21 90 vuông tính là cắt kia là 100 mét vuông nhưng mà 100 mét vuông các bạn, ở trong rộng lắm. Ấy tất cả diện tích ở bên trong đấy. Cũng như bên trên này thì anh nhân đấy. Cũng đã hàn khung trương nọp đây. Akira đa sơn rồi. Bút tủ vách đi. Những cái chỗ to này này phải dùng cái năn này năn cho đều. Akino no beta ben sale ấy muốn được gần thì nó mới. Nó mà tin đại gì? Cái rất to này nó quét bằng cái chổi sau nó không đều. Em chưa ở nhà cũng đi làm sơn mà. Nhưng mà chưa đi ấy là khuân vác đâu. Khuân vác. Ê, đây là bênh bùn nì từ bầy. Thôi cái này tí sơn thêm một nước nữa này. Như chỗ này là đẹp này anh này. Đẹp ơi. Nói chung các bác thợ chát cũng chuẩn đấy chứ. À kì, nó bê gà kì, ta xù xù mày. Điều bây biết tầm mai vệt. Quan đồ biết đã các ba nông kinh bê gà màu kì. Mà ta cùng một xù xù nó bê gà kì tin ta. Đâu ấy. Đây. À để lấy cái thanh giá các bạn. Để anh em mình gắn cái thanh giá lên trên. À kì. À xô bà. À à. Kulu. Eo cái đồ biết ta lanh xin mà cái IGD giả. Đâu ấy. Mà chẳng kì sợ. Anh giống ơi. Là lên thế nào ấy. Gắn qua xuống cái tôn cho em ấy. Lù, em biết ta lanh xin mày ý cái đấy vậy. Đó đấy, bố đi từ vậy. Trước cửa đây anh em mình để cái mặt bằng tranh đấy các bạn, giống ở bên trong cho nó nổi. Hai bên cạnh này là sơn màu gạch. Nhìn nó rất là chắc chắn. Anh ơi, để vào cái giữa chỗ trong ấy, đóng vào cái ngoài nóc xuống cho nó, cái này nó cắm vào cái tường này. Cắm vào cái này này, đóng vào cái lỗ trên không có gì đâu. Vâng. Vâng. Ui, vẫn đang à? Các bác đang. Anh phát ra kìa. Vâng. 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 Tít, mà tít đắp ở trên. Vâng. Cái sơn màu thì nhìn chắc chắn anh ơi. À, cái cây mười dàn anh đi. Quên hôm nọ em không nghĩ là làm xây cái bồn hoa ở đây mà em nghĩ là để nắng cái bê tông như này để cho nước mưa nó giọt ở đây này, nó khỏi bắn trên tường này này. Nên là quên mất các bác trồng hoa ngoại được. Anh em mình nói các bác là trộn cái hồ đấy, cái xi măng cát đấy để láng một dọc cái đường đi để cho cái giọt danh ở trên đấy. Nó bắn ở đây nó khỏi bắn lên cái tường này các bạn. Nên là mình cũng quên, mình cũng làm cái chậu hoa cho mọi người như các bác trồng đấy cũng được. Tường rất là đẹp luôn. Muốn xung quanh ấy. Các bác đã trồng hoa rồi. Ui, đằng sau lại trồng hoa rồi. Anh Tâm ơi. Bún đi từ vậy. Hôm nay là hoàn thành các bạn. Bót tát đấy. Bây giờ bà con đã đi quét dọn rồi. Bót tát đấy. Quan tuổi tin tài này dám biết tài nó sụp biểu kìa. Mọi người đã đi quét dọn hết rồi bốn quanh rồi. Có một bún đi từ nào? Muốn được bún đi từ. Nhà thờ của bản ấy, nên mọi người dân ấy. Gần sau là mọi người tập trung đi quét dọn hết các bạn. Bà con đi quét dọn hết. Anh em mình đang đặt ghế cũng như chờ ghế một vài bữa nữa xong thì khi đó anh em mình sẽ đưa ghế vào trong cũng như để làm lễ khánh thành ngôi nhà thờ mới giúp bản Tanh Ca Nhi. Anh ơi. Rồi. Anh Dũng đang gắn thanh giá ở trên lóc ngôi nhà thờ các bạn. Giá
Em sau nhiều lần không thông minh thì lần này thông minh hơn. Ủa, trước các bác thợ đã vào ngồi thánh giá nhưng mà anh em nhìn không thấy đẹp nên mình cũng bảo anh Dũng là đâm lại cũng như ở dưới một thánh giá ở tường đấy. Chắc không anh? Chắc không? Anh lấy xi măng cát anh đắp vào cái chân em ấy nhá. Bây giờ là gần xong hết rồi, bây giờ còn sơn nước nữa này. Mai vết á. Em gặp pin đang đi. Ui giời, bà quan này, bà quan đứng xa ngắm. Đắp vun đi thử. Mai. Đắp vun đi thử nào. Áo là công. Áo công. Rồi. Mọi người đứng xa, chỉ đứng xa nhìn, mọi người đứng nhìn đấy. Anh các em đang cùng anh phụ giúp anh Dũng để bắt thánh giá ở trên các bạn. Các em nhỏ đi nâu này. Dạ. Đúng rồi, cái mặt cuối này xong là ngày mai cứ để mở cửa cho nó hơi hết sơn anh ơi. Bậc này là xong rồi đấy. Anh Dũng ơi, cái bậc ở dưới này thế này đẹp đấy. Hoàn thành ngôi nhà thờ năm nay là buổi cuối cùng. Thế anh em mình cũng sẽ nói mọi người còn những công việc gì nốt lau chùi cửa. Hôm sau anh em mình sẽ mua tượng đến cũng như sẽ làm lễ khánh thành giúp nhà thờ bạn anh em như kẻ ở đây các bạn. Thì trên video anh em mình cũng xin chân thành cảm ơn Hội Quang Minh Đài Phú Quốc rất là nhiều. Hội Quang Minh Đài Phú Quốc cũng đã nhờ anh em mình mua tôn đến lập giúp ngôi nhà thờ bán cũng như mua gạch lát nền để ốp nát ngôi nhà thờ bán cũng như toàn bộ kinh phí sơn ngôi nhà thờ bán cũng đều Hội Quang Minh Đài Phú Quốc nhờ anh em mình mua giúp người dân bán các bạn. Cũng như trên video anh em mình cũng xin cảm ơn tất cả các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn Mạnh Thường Quân trong thời gian vừa rồi xây dựng ngôi nhà thờ cũng rất nhiều các cô, chú, các anh, các chị người tăng ở ngôi nhà thờ bán những bao xi măng phụ giúp cùng anh em mình để anh em mình xây dựng được ngôi nhà thờ. Cũng như một số các cô, các chú, anh, các chị, các bạn cũng gửi các bữa ăn trưa đến để cùng anh em mình hỗ trợ người dân trong quá trình xây dựng ngôi nhà thờ bán các bạn. Thì lần nữa anh em mình xin cảm ơn tất cả các cô, các chú, các anh, các chị rất là nhiều trong thời gian vừa qua đồng hành cùng anh em mình để anh em mình xây dựng giúp bản Tanh Ca Nhi Cả đây ngôi nhà thờ các bạn. Đấy, giờ là gần xong hết rồi. Đắp vừa đấy anh ạ. Đắp vừa nước mưa nó phải thấm xuống dưới thôi. Mà anh Dũng đang gắn giúp cái thánh giá ở trên nóc ngôi nhà thờ của các bạn. Hôm trước anh Nhân hàn tôn mình cũng quên, mình không bảo anh Nhân hàn giúp đấy, ra bên ngoài. Thế nhờ hiện hôm nay mới đưa vào được. Anh Dũng đang gắn cũng đang đắp ở bên trên. Đấy, bên trong này còn tí sơn nào các em đang sơn nốt. Mọi người đứng ở ngồi từ xe nhìn. Mút tôi vô đi tôi á. Đây này em đã pin sơn rồi. Em đã sơn hết rồi. Sơn thêm một lần nữa các bạn. Như bên đây là như anh cũng nói sơn mấy nước là dày rồi. Nhìn đẹp rồi. Aki tu đủ mét ta mai vết á. Gabi ơi. Aki tu đủ mét ta mai vết. Xong rồi đẹp hết rồi. Hoàn thành rồi các bạn, hoàn thành rồi. Ô cắt ra nhà. Nếu mà bênh á, ui giời thì ông làm bẩn thế này. Ê, đã xui xuống hả? Sơn này, những cái thùng này nè, gần hết rồi, đã hết cả rồi. Dạ. Vâng. Vẫn thừa 3 thùng anh. Thừa 2 thùng à? Thùng thối á? Sơn á? À đà. Vâng. À mua thùng bênh bún đi thùng á? Ý kì đê dạ. Nói bênh bún đi thùng. À là có mùa ấy sao bà xem đi á? Bún đi thùng. Em ưu cho xin tiết. À mình nhận được kì á. À mình nhận được kì á. Ui mấy vẻ cái phụng cho mê mùa ra chẳng cả nhỉ cả. Nếu có sự kia ý tù. À phố sạch về chỉ nám ấy. À phần tế rồi xin nhé Paolo. Então um servo a nossa igreja e também o povo Tanganyika também está muito contente. Hỏi cảm nghĩ của các bác ấy à? Các bác chỉ gửi những lời cảm ơn đấy, cảm ơn đến anh em mình qua đến đây giúp đỡ cũng như người Việt Nam
hỗ trợ xây dựng nhà thờ đấy. Đến như thực tế như anh em mình cũng không nghĩ là tất cả có được bên trong ngôi thờ này đều xây bằng gạch đất nha các bạn. Không có khung cột, không có một chút sắt nào đâu. Toàn bộ là xây bằng gạch đất, như ở bên ngoài là da chát bằng xi măng cát, cũng như khi sơn lên cũng như bán mái tôn lên. Thì thực sự như anh em mình nhìn thì bây giờ cũng giống như là nhà thờ bằng gạch đấy. Anh Dũng này, như nhà thờ gạch luôn đúng không? Anh Dũng mới xuống giúp hỗ trợ anh em mình làm xây dựng mà anh Dũng vào còn tưởng là mình xây bằng gạch đá, nhưng thực tế là toàn bộ là bằng gạch đất hết các bạn. Cũng như toàn bộ xây dựng ở đây là đều bàn tay của người thợ của bản xây, khi mọi người xây bằng đất đấy. Công trình nhà thờ mà anh em mình cũng nói mọi người là xây chậm nhưng mà đẹp, chắc cẩn thận một chút, nên này, thời điểm bây giờ sơn lên thì như cá nhân mình nhìn thì cũng rất là đẹp rồi các bạn. Thì ok các bạn, thì hiện tại bây giờ nó sơn nốt một chút nữa, cũng như để các em ấy lau chùi một chút nữa. Thì cũng như một lần nữa anh em mình xin cảm ơn tất cả các cô, các chú, các anh, các chị Mạnh Thường Quân đã trong thời gian vừa rồi đã đồng hành cùng anh em mình hỗ trợ bản Tanh Ca Nhi Cả ở đây xây dựng ngôi nhà thờ mới các bạn. Thì đến ngày hôm nay cũng đã hoàn thành tất cả về các hạng mục từ xây dựng đến sơn rồi. Mình hiện tại bây giờ đang chờ đợi mọi người đóng ghế, cũng như mình cũng đang đi đặt mua tượng giúp bà bạn. Thì hôm sau khi khánh thành ngôi nhà thờ mới, cũng như thỉnh tượng về ngôi nhà thờ mới giúp bản Tanh Ca Nhi Cả ở đây, thì hôm sau anh em mình đã tiếp tục được quay lại một video tiếp theo để các bạn được biết nha các bạn. Thì ok các bạn, thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa, cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đông Ba Nù Vên Ốc Cuộc Sống Tại Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng như giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn, tôi là Bông Phát Đạt, chào các bạn. Còn chút nữa thôi các em đang sơn rồi, ngày mai ngày mốt là mọi người tiết bao nụ nim bà. Bao nụ nim bà cái tin đàn ok. Số cái tin đàn tiết bao nụ nim bà bình. Đấy. Các em đang lau chùi một chút nữa là lau nước thôi. Đấy. Thầy biết ta tu đùa y hoa nhỉ? Ông vệt mai vệt. Đấy. Sơn bên trong anh em mình sơn màu kem. Các bình nó phát ra gì sủ? Xin. Dạ. Vâng. Đẹp. Mà sơn cái màu này anh thấy nào, sáng đúng không? Sáng cái trong mới nó hợp với cái màu gạch này. Mọi người nhìn thế nào, nhưng mà em nhìn thấy hợp. Cái này nâu, hôm sau nâu nâu nước này, khăn nước nữa là đẹp lắm. Vâng. Vâng. Giữa vế thì nó nổi. Chỉ ở cửa nó nổi, nó nổi hẳn cái màu sơn. Cô muốn nó còn cái bình gà kia, bây giờ ta xù xù. Cái này chỉ cái nổi. Cái này nổi và mấy nổi cái vòm. Mấy anh có ra mà chắc sẽ chỉ. Vun đi rồi. Bây giờ lại nắp thêm cái thanh đá cái lên lên nữa. Vâng. Chú ạ nhỉ. Chú ạ mơn, chú ạ mơn. Xe. Cái trên cái dưới chú ạ. Vâng. Bây giờ chắc sẽ chắc bộ. Ta bộ mua được vun đi được. Chắc bộ được vun đi.